Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chứng sau đây. Mitsubishi Xpander 2020 sẽ được lắp ráp tại Việt Nam. Và để đến với tin tức đầu tiên, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế. Xin cảm ơn. Theo nguồn tin từ Zing.vn, Mitsubishi Xpander phiên bản 2020 sẽ được lắp ráp tại Việt Nam. Thông tin về hai phiên bản AT và MT của Mitsubishi Xpander phiên bản 2020 vừa được đăng tải trên trang Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Có thể xe sẽ sớm chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời Felix của Mitsubishi Xpander vừa chính thức ra mắt ở tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, Xpander 2020 mới chỉ có lựa chọn hộp số tự động với giá niêm yết 630 triệu đồng và vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Tuy nhiên, theo thông tin đăng tải trên trang của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, nhiều khả năng cả hai phiên bản Xpander 2020 AT số tự động và MT số sàn sẽ sớm chuyển sang lắp ráp trong nước. Cụ thể, Mitsubishi Xpander 2020 được sản xuất ở công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Mitsubishi Việt Nam, địa chỉ tại phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Dựa trên hình ảnh đăng kiểm, có thể thấy Mitsubishi Xpander 2020 AT lắp ráp trong nước có ngoại hình không khác biệt mấy so với xe nhập khẩu, với các chi tiết được làm mới bao gồm lưới tản nhiệt, cụm đèn LED, anten, vây cá thay cho dạng que và vành 16 inch, 5 chấu 2 tông màu. Song song đó, hình ảnh về phiên bản MT của Xpander 2020 lắp ráp trong nước cũng đã xuất hiện. Những điểm khác biệt với biến thể AT nằm ở gương chiếu hậu, lưới tản nhiệt, cản trước không được mạ chrome, không có đèn sương mù. Ngoài ra, bóng đèn kiểu đèn pha cũng cho thấy Xpander MT vẫn được sử dụng đèn halogen. Cả hai phiên bản Xpander 2020 lắp ráp nội địa đều được trang bị khối động cơ xăng 1.5 lít 4 xi lanh, công suất 104 mã. Tương tự phiên bản tiền nhiệm, hiện chưa có thông tin về trang bị của Xpander CKD, tuy nhiên nhiều khả năng xe sẽ có option tương tự bản nhập khẩu. Hiện tại, Mitsubishi Xpander AT 2020 được nhập khẩu từ Indonesia và có giá bán niêm yết là 630 triệu đồng. Nếu phiên bản nâng cấp của Xpander lắp ráp trong nước được bán ra trong năm 2020, xe sẽ có hưởng mức giảm 50% phí trước bạ. Qua đó, chi phí lăn bánh sẽ giảm khoảng 30 đến 40 triệu đồng. Điều này giúp Xpander tăng thêm sức cạnh tranh các đối thủ như Suzuki Ertiga, Suzuki XL7, Toyota Avanza hay Toyota Rush, khi đây là một trong những mẫu xe CBU. Tuy nhiên, Mitsubishi cho ra mắt phiên bản lắp ráp trong nước của dòng xe Xpander không chỉ đơn thuần là việc đón mức giảm phí trước bạ 50%. Vào tháng 9 năm 2019, đại diện của Mitsubishi Motor Corporation đã chia sẻ về kế hoạch lắp ráp Xpander ở Việt Nam trong năm 2020. Thông tin về việc dòng MPV 7 chỗ cỡ nhỏ được lắp ráp tại Việt Nam đã xuất hiện từ đầu năm 2019 khi Phó Chủ tịch MMC ông Koyo Shiaji cho biết tập đoàn đang tìm kiếm địa điểm để xây dựng nhà máy thứ hai ở tại thị trường Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD cùng với công suất 30 đến 50.000 xe một năm. Vừa rồi là cập nhật tin tức thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào, xin vui lòng comment bình luận ở phần phía bên dưới video clip. Nếu như các bạn cảm thấy những video clip của chúng tôi có nhiều thông tin và bổ ích, thì đừng quên bấm like và share video clip. Nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ngay bây giờ để chúng ta nhận được những video clip mới nhất về các trang tin tức, đánh giá xe cũ, xe mới của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.